Xin chào quý vị, Học quay sản phẩm siêu phẩm gửi đến quý vị lần thứ 2 Ventura sản xuất năm 2018, đi được 33.000 cây và sản phẩm hoàn thành gói Maru. Thì Học muốn gửi đến cho quý vị coi cái độ mới nó như thế nào ha. Cực kỳ mới luôn nha quý vị. Đó, thì hôm trước khi mới về thì Học cũng đã nói rồi, xe này còn rất đẹp, không có một vết xước và đã được bên Học đánh bóng rồi. Thì quý vị nhìn nè, đó, về cụm phần ga lăng thì đã được chủ trước lên nha. Đó, và ốp đèn lái thì cũng đã Học đã quay chi tiết rồi, thì bây giờ Học chỉ quay sơ bộ về độ bóng của xe thôi. Đó, để Học đi một vòng gửi đến quý vị ha. Đó, 780 triệu đồng. Đó, quý vị nhìn thấy có bóng không ạ? Đó, về nẹp chân kính nè, ốp tay nắm cửa nè, nẹp mạ rơm ở phía dưới. Hiện tại bây giờ là nó đã sạch, mới toanh. Đó, phim cách nhiệt thì quý vị nhìn thấy không? Ống ánh không khác gì một chiếc xe mới ra hết, không khác gì một chiếc xe mới 100% nha quý vị. Ngõ màu đen một vết xước nhỏ thôi là quý vị sẽ phát hiện liền. Đấy. Đó, và bằng phía sau đã được chủ trước nâng cấp lên rất là nhiều. À, nẹp cốp rồi nẹp đèn, bao gồm có body kit zin theo xe, rồi nẹp ba đờ sóc Ventura. Hello anh em. Em đang quay chiếc Ventura này lần thứ hai nên cho quý vị coi. Cái chiếc xe này đúng hợp luôn anh, xe đẹp quá trời luôn. Nước sơn zin là em bán rồi đúng không? Khách em cọc rồi, nhưng mà em đang làm ngân hàng, nhưng mà em gửi đến cho quý vị xem cái chất lượng của xe thôi. Tại vì em đã hứa với khách hàng đó, sau khi hoàn thành Maruguri á là em quay lại lần thứ hai á. Đó, quý vị nhìn cái phim cách nhiệt từ phía trong nhìn ra nè, thì nó rõ mồn một luôn. Đó, phim cách nhiệt cực kỳ mới, không có một tí chạy xước. Thứ nhất là chủ xe này biết cách bảo dưỡng xe á. Đây là những chỗ rửa xe mà có uy tín đó, người ta rửa không làm xước xe của mình đó quý vị. Đó. Đó, tất cả các mặt kính phim cách nhiệt. Đó quý vị thấy không? Thì phần nội thất thì cũng như vậy thôi. Đó, bên Học đó là vệ sinh gọn rửa sạch sẽ. Siêu phẩm cực kỳ đẹp nha. Đây, để Học quay cái mâm cho quý vị coi nè. Đó, một cái màu nhám zin theo xe đó, nó rất là đẹp nha. Thì bỏ xe sản xuất tầng thứ 08 2018, bỏ zin. Vâng, Học xin kết thúc video tại đây. Để xong clip này, Học lại đi quay cái sản phẩm mới về tại đại lý Học nữa. Innova bản E, bản thấp. Sản xuất năm 2017, giá cực sốc 575 triệu đồng. Xe đã mới thay 4 cái vỏ mới. Để Học quay xong clip này, Học sẽ đi tìm chiếc xe sản phẩm đó chưa có hoàn thành Maruguri, rồi Học gửi đến cho quý vị luôn. Thì những chiếc xe này nè là Học không kịp quay gửi đến quý vị, thì cũng đã khách tới showroom mua Innova 2015 số tự động hả quý vị. Giá cũng cực kỳ thơm. Đó. Xe thì cũng cực chắc. Xe còn đẹp lắm. Đó, thấy quý vị thấy không? À. Xe này Học đã bán rồi nên Học không có quay gửi đến quý vị. Đó, nhưng bên Học những cái sản phẩm 24 25 này thì bên Học chú trọng đến cái chất lượng. Đó. Về ngoại thất và nội thất luôn. Đó. Còn những cái sản phẩm như thế này thì cũng lịch sử nó còn gần đây nên mình chi phí bỏ ra nó cũng rất là dễ, đánh bóng vệ sinh rồi kiểm tra rồi lại thôi. Còn những cái sản phẩm này thì chú trọng chất lượng rất là nhiều, để bên Học kiểm tra rất là kỹ. Tại vì nó cũng đã đi lanh quanh 5 năm rồi, đi khá nhiều rồi. Nên cái chất lượng mình phải kiểm tra ràng buộc lắm, chuẩn hơn những chiếc xe này. À, tại vì xe này nó giống gì nó là 2018, 2019 đó, thì cũng đỡ phần nào đó cái chi phí sửa chữa hơn những chiếc xe này. Học xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin cảm ơn quý vị, xin chào và xin hẹn gặp lại.